Xin chào tất cả các bác. Lên sóng giới thiệu đến tất cả các bác và quý anh chị em một cái cặp loa của hãng Yamaha. Cặp này model của nó là NS350. Con này sở hữu một cái bát 26, bát màng giấy anh em nhé. Con này là gân của nó là gân vải tẩm dầu, rất là bền và rất là mềm. Đó, một bát một chép, chép con này là 10, chép 10cm và có cái sao chỉnh tinh chỉnh các bác nhé. Hình thức tổng thể cặp loa bãi về còn rất là đẹp, loa đề can vân gỗ đẹp tuyệt vời luôn. Ê căng còn khá là mới. Bây giờ thì mời các bác anh em mình trải nghiệm một chút xíu cái chất âm của cặp loa. Lát nữa thì em sẽ quay chi tiết hình thức và đo qua cái kích thước cho các bác và anh chị em mình nhá. Để anh Thắng em quay điện như cái bát loa quá đây, quay gần nó xem nhá. Đây. Đấy. Quay sáng điện nó phản vào màu trắng như là cái bát bị loá một chút xíu, anh em thông cảm. Rồi ok, mời các bác trải nghiệm chất âm của cặp loa nhá, em sẽ mở lớn âm thanh một chút xíu ạ. Tấm lòng người chiến sĩ có tình yêu bốn mùa sưởi ấm, dù gió mưa dù mùa đông, vì rằng em luôn ở bên anh. Cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video test. Vừa rồi là em đã test một cái bản nhạc để cho các bác cảm nhận qua cái chất âm của cặp loa này. Vừa rồi là em để cái seal chỉnh của nó là ở cái ngưỡng rất là thấp anh em nhé, cũng chép rất là thấp thôi. Để em test nhạc của các bác đa số xem là xem qua điện thoại cho nên em phải để cái chế độ như vậy. Để em cái seal chỉnh em vặn chế độ gần như là min rồi. Đây min nó như này. Để em vặn đến đây. Cái mặc định anh em để cho em chế độ normal cho em nghe cho nó hay nhá. Đấy, còn vừa rồi là em test thì quay qua điện thoại và các bác cũng xem ở điện thoại cho em để chế độ là thấp hơn normal một chút xíu. Bình thường anh em cứ để normal dưới normal ở ngưỡng khoảng 11 giờ nghe là hay nhất. Còn khuyến cáo anh em là không nên vặn quá những normal nhé. Vặn quá normal trừ khi anh em nghe nhỏ thôi. Anh em nghe lớn mà vặn quá những normal này thì là nó sẽ rất là hại con chép này. Và thậm chí nếu mà âm ly mình hát lớn thì nó còn cháy cả chép cơ. Cho nên mình để ngưỡng normal là an toàn. Hoặc là ngưỡng 11 giờ cũng được anh em nhé. Dưới normal một chút xíu. Đấy, nghe là hay nhất. Đấy. Ok các bác nhá, em sẽ đo qua cái kích thước của cái cặp loa này cho các bác và anh chị em mình. Con này chiều kích thước của nó bác tính từ vị trí bát ốc của nó là bát 26,5 anh em nhá, bát 26 anh em nhá. Đấy. Con chép này là 10cm. Chiều cao của thùng loa là 63. Cao 63. Rộng là 34. Sâu là 30 anh em nhé, sâu 30 tính cả ê căng. Đây các bác, bây giờ em quay qua cái hình thức của cái cặp loa. Về tổng thể là loa còn rất là đẹp. Đây em sẽ quay chi tiết từng chiếc loa một cho các bác và anh em nhé. Em sẽ quay chiếc bên này trước ạ. Đây em sẽ quay đến cái thành của nó. Em sẽ chỉ nếu như có cái vết nào mà nó thực sự là xấu mà nó lớn nhá. Còn những vết sứt sát nhỏ nhỏ kiểu như này thì là hàng bãi không còn tránh được anh em nhé. Đấy. Nếu như có vết xấu lớn thì em sẽ chỉ cho các bác xem luôn.
em quay mặt trước của loa luôn, quay gần các bác nhìn bát. Tất cả bao zin các bác nhé. Cái dòng này ấy, nó làm cho dạng là dạng cái màng bát nối nhanh đấy, chứ không phải là vì con này bị rách mà mình nối đâu. Đấy, nó là cái dòng này, riêng cái dòng NS này nó đa số làm cái màng kiểu như vậy, nó thiết kế của nhà sản xuất. Đấy, ok, em sẽ quay cái thành còn lại ở bên trong này nhé. Đấy, tổng thể rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây, một chút xíu hơi nhẹ một chút xíu cho cấn ở tí một ở đây, đề can hơi nhăn một tí ở đây, bấm chút xíu ở góc này nhé. Đấy, chịu em chỉ tay. Ok các bác nhé, em quay đến cái chiếc loa thứ hai. Đề can này rất là đẹp luôn, cái tông màu này được rất nhiều anh em ưa chuộng vì nhìn nó sang, nó giống như gỗ thật, nó làm vân gỗ rất đẹp các bạn. Trên nóc cũng đẹp luôn nhá, em quay mặt trước của loa này. Giờ em sẽ quay gần với loa bass cho các bác. Rồi em sẽ quay sang cái cạnh còn lại. Một vết cấn nhẹ đây anh em nhé, em chỗ chỉ tay này. Vị trí nào cấn em chỉ cho các bác xem. Đây một vết cấn ở đây nha anh em nhé, đây khu vực này, đây, đấy, đã có một vết cấn đấy. Không lộ vì nó là trùng với cả cái hoa văn rồi. Rồi em xem mặt sau này các bác xem nhé, bác chờ em chút xíu ạ. Loa rất là nặng anh em nhé, đây để trên cái mặt bàn này nó có độ, nó có thể xoay dễ thôi, chứ thực ra nếu bê cực kỳ là nặng luôn. Đây anh em nhá, đây là mặt sau của hai loa. Còn có cả cái tem cổ của Nhật từ ngày xưa. Loa này cặp rất là cổ anh em nhá. Đây. Để em quay gần cái thông số cho các bác xem nhá. Hai loa con này là cùng một series đuổi anh em nhá, series đuổi cùng một cặp đấy các bác ạ. Con này sản xuất tại Japan. Chiều kháng nó là 8 ohm. Mắc cả 50W một loa, cũng tuy nhiên con này đánh cực khủng luôn. Các cái dòng loa cổ nó ghi công suất rất là thấp, tuy nhiên nó đánh cực khủng luôn các bác nhá. Chơi tốt khoảng 35m2 trở lại luôn. Nghe nhạc rất hay luôn. Karaoke nhẹ nhẹ cũng được. Cái chỗ này nó có một chút xíu nó bị sầm sầm các bác nhá. Đấy do vận chuyển này, nó bị sầm sầm tí ở phía sau. Đấy, không ảnh hưởng gì cả. Rồi, ok, các bác chờ một xíu quay lại mặt trước của nó. Loa rất nặng anh em nhé. Cái này mặt đàn của em này nó có hơi gồm chút xíu thì em xoay thì dễ thôi, chứ thực tế nó rất là nặng. Bê luôn này, gãy lưng ấy. Rồi em quay đến hai cái căng của nó các bác, em lắp cái căng luôn cho các bác xem. Cái dòng này cái căng của nó các bác tháo, chú ý là tháo từ từ và nhẹ nhàng cho em nhé. Em không lắp nữa, em để đây thôi. Tháo từ từ và nhẹ nhàng thôi nhé. Đấy, cái căng nó không tháo mạnh rồi còn không thận nó gãy mất chân đấy. Đấy, em quay căng luôn các bác xem. Cái vết này lúc nãy em mới xịt cái nước vệ sinh vào, nó chưa khô. Rồi các bác nhá. Chân cái căng tất cả là còn lành nguyên. Đấy, chân cái căng còn lành nguyên anh em nhá. Đấy. Bốn chân còn lành nguyên, chưa bị gãy đâu nha anh em, chú ý lúc mình tháo là mình tháo từ từ cho em thôi. Lựa lựa mình tháo nha anh em nhá. Đấy. Tất cả các chân lên căng đều còn nguyên. Ok. Rồi xin phép được báo giá với tất cả các bác và anh em. Cặp loa Yamaha NS 350. Khá là đẹp anh em nhá, nghe hay bày đẹp phòng khách luôn. Trung kiện audio bán với giá là 3.900.000 đồng. Giá em báo thì nếu như các bác mua hàng chuyển khoản cọc thì vui lòng cọc cho em với sản phẩm này là 500.000 đồng. Các bác mua hàng chuyển khoản đủ luôn 3.900.000 đồng thì bên sẽ tiến hành bao ship luôn cho tất cả các bác và anh em mình. Anh em chú ý nhá, nếu mà các bác chuyển cọc thì các bác trả phí ship giúp. Còn nếu chuyển đủ bên em bao ship luôn. Tổng giá là 3.900.000 đồng. Anh em đặt loa liên hệ với số điện thoại Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Em xin nhắc lại số điện thoại Zalo là 0975 575 262. Tôi xin cảm ơn tất cả các bác và anh em.